Xin chào anh chị ạ. Hôm nay chia sẻ tới anh chị về lá số nữ mệnh dương lịch ngày 5 tháng 10 năm 1969 âm lịch 24 tháng 8 năm Kỷ Dậu sinh vào giờ Tỵ thân cư Phu Thê. Năm Xem 2023 năm Quý Mão 55 tuổi. Đang nằm trong đại vận ở cung nô bộc từ 53 tới 62 tuổi. Có tử vi tham lang, có xương khúc, có quyền lộc, có tứ linh. Nhưng mà lại vướng vào triệt, vướng vào song hao và hóa kỵ, thế nên đại vận này nó có một chút rắc rối liên quan đến hao tài tốn của, một chút rắc rối liên quan đến tiền bạc thị phi, một chút rắc rối liên quan đến giấy tờ thủ tục hành chính, một chút rắc rối liên quan đến tranh quyền đoạt lợi. Đó. Xấu thì không xấu trong đại vận này nhá, nhưng mà nó sẽ gặp phải nhiều cái rắc rối như vậy. Tiếp theo. Kỷ Dậu tuổi âm, âm nữ, mệnh đóng tại cung Thìn là cung Dương, như vậy âm dương nghịch lý, mệnh lại thiên đồng đi vì địa kiếp đi phục binh. Được cái là có Khôi Việt vào hóa khoa chiếu về, nói chung là cuộc đời cũng lắm sóng gió, nhiều lận đận. Đó là tổ hợp cung mệnh lá số này, tình duyên gia đạo cũng lục trục lục đục lắm. Cùng phu tí tôi sẽ phân tích cùng phu. Cung tử tức thì ổn anh chị nhé. Rồi mệnh thổ cục mộc cung Thiên Di có cự môn thiên không. Thế thiên la địa võng, có hình có phục, có không có kiếp, có đào hồng, nói chung là ra ngoài rắc rối thị phi hao tài tốn của, mệt mỏi về đầu óc về tinh thần. Nó tổ hợp cung Thiên Di này ra ngoài khá là bất lợi chứ không tốt lắm. Tiếp theo thân cư phu, thân cư phu thì làm gì thì làm cũng nghĩ đến gia đình gia đạo, nghĩ đến chồng, nghĩ đến con, đấy là mẫu người thân cư phu. Thân cư phu như thế này thì nói chung là chuyện tình duyên rất rất nhiều trục trặc. Đó là do cung Phúc Đức chiếu vào cung phu có Thái Dương, Thái Dương đi với đào hồng. Thái Dương là hình ảnh của ông cha chồng của con trai. Đào hoa hồng lan là tình yêu, tình ái sắc dục, nhưng vướng vào sao địa không là nói chung là nan giải rồi. Tiếp theo cung phu đối diện là thiên cơ đi với thái âm. Đấy, thiên cơ nó là cái sao động, động về mặt tinh thần. Cơ mà đi với hỏa thì hao tâm tổn trí, mệt mỏi đau đầu liên quan đến gia đình gia đạo. Cung Thiên Di lại là cự môn đấy, chiếu về, thế nên là cái tổ hợp tam phương tứ chính của cung phu này thực sự khá là bất lợi. Nhưng mà thân cư phu bỏ thương vương thì tội, ở với nhau thì nhiều ở mức. Đó là tổ hợp thân cư phu là số này. Mệnh thiên đồng, thiên đồng hiền lành, thiện lương thiện tính, tốt tâm tốt tính. Người thiên đồng mà béo béo tròn mập mạp đầy đặn thì tốt, phúc khí nó nhiều, long đức nó chủ về tốt tâm tốt tính, sống biết điều, sống có tình có nghĩa, sống có trước có sau, sống là nhường nhịn để lấy phúc lấy đức để đức cho con, đấy là long đức. Tam thai bát tọa phóng khoáng rộng lượng sở lời, thiên đồng cũng thế, thiên đồng cũng rất phóng khoáng, thiên đồng cởi mở, thiên đồng vui vẻ, thiên đồng là hòa đồng, thiên đồng thiếu niên nhi đồng, canh cải thay đổi hay đứng núi này trông núi nọ cũng là sao thiên đồng. Đồng đi với địa kiếp thì nhiều khi cũng khá cục tính, cũng khá nóng tính, tính tình hơi liều lĩnh một chút đấy, địa kiếp thiên hình ở đây nhiều khi rất kỷ luật đấy, thiên đồng lại là ra sao ăn uống vui chơi giải trí, tính lại như trẻ con, thế nên lúc thì kỷ luật, lúc thì nghiêm túc, lúc thì lại như trẻ con đấy, sao thiên đồng. Thiên đồng thì rất hợp với những ngành nghề liên quan đến bán hàng, marketing, du lịch, khoa học tâm linh huyền bí một chút là sao thiên đồng. Liên quan đến văn hóa nghệ thuật biểu diễn, liên quan đến ăn uống, tâm hồn tự do, tâm hồn phóng khoáng, tâm hồn ăn uống, tâm hồn du lịch, tâm hồn ăn chơi hưởng thụ ở sao thiên đồng rất là cao. Đấy là sao thiên đồng. Đấy là cái phúc khí sao thiên đồng. Người có mệnh thiên đồng thì sinh ra trong gia đình dù khó khăn đến đâu thì khó khăn, bản thân mình vẫn được hưởng phúc khí của ông bà của cha mẹ dành riêng cho mình. Đấy sao thiên đồng. Thiên đồng đi với địa kiếp thì cuộc đời lắm sóng gió nhiều hiểm nguy. Thiên đồng đi với phục binh, mệnh lại có long đức đi với thiên đồng thì nói chung là cuộc đời hay gặp thị phi, dễ bị người ta lừa gạt. Nhiều khi người ta gọi là gì? Hơi trẻ con, hơi cả nể một chút. Được cái mệnh có Khôi Việt khoa thì quý nhân trợ giúp đầy mình. Và nhiều khi người mệnh thiên đồng mà có sao địa kiếp thì nó là cái lực kích phát, tức là khi mà chúng ta gặp nhiều sóng gió, nguy hiểm, khó khăn, đấy, cuộc đời nó chơi xỏ mình, thế là mình bắt đầu mình phấn đấu, mình vươn lên, thì đấy là mệnh thiên đồng đi với địa kiếp. Đấy, thiên đồng gặp một hai sát tinh nhưng mà địa kiếp thiên hình thì nói chung là cũng không quá đáng ngại, chỉ có điều là cuộc đời sẽ để mà thành công là sẽ phải trải qua nhiều sóng gió. Được cái mệnh cách này có Khôi Việt, có hóa khoa chiếu về, thế nên là có quý nhân trợ giúp, trong cuộc đời sẽ gặp được quý nhân. Mệnh lại ở thế thiên la địa võng, lại có thiên hình như phục binh, cung nô bộc là gì, có hóa kỵ như song hao, xem ra nói chung là cũng rất dễ bị lừa. Rất dễ bị lừa, rất dễ vướng vào tranh chấp kiện tụng thị phi pháp luật. Đó là mệnh hình phục ở thế la võng, cung nô bộc là hóa kỵ, hóa kỵ cung nô bộc là hóa kỵ. Được cái vẫn là câu nói mệnh có Khôi Việt khoa, vẫn đấy, tiểu nhân ám hại, nhưng mà bản thân mình nói chung là vẫn có quý nhân trợ giúp giúp đỡ mình. Đó đấy là cái phúc mình được hưởng, đó là mệnh thiên đồng. Rồi tiếp theo mời anh chị vào cung tài bạch.
Rồi, quan lộc có thiên lương, quan lộc có thiên à, tài bạch có thiên lương, xin lỗi anh chị đang nói cùng tài bạch. Tài bạch có thiên lương rất hợp với những ngành nghề liên quan đến y tế, giám sát, quản lý, liên quan giáo dục, liên quan công tác từ thiện. Đó, mệnh có thiên đồng mà tài bạch có thiên lương thì dính dáng đến tiền bạc quá nhiều thì thực sự là nó không tốt cho lắm. Thế làm gì thì làm, không nên làm kinh doanh, nó không hợp cho lắm. Còn kinh doanh nhỏ lẻ các thứ thì nó không nói làm gì. Còn khi mà làm lớn thì tổ hợp mệnh thiên đồng cũng như tài bạch thiên lương thì nó không hợp kinh doanh buôn bán cho lắm. Thân lại thân cư phu thê, tình duyên gia đạo cảm xúc nó hơi nhiều. Cảm xúc hơi nhiều, tính nết các thứ lập trường nó không được kiên định. Thế nên nó không hợp cho lắm về cái mảng kinh doanh buôn bán. Mặc dù thiên đồng đi giao tiếp, đi marketing, đi bán hàng thì lại được. Nhưng mà kinh doanh làm giàu, chi tiêu tiền bạc, tức là nó tổng thể nó là liên quan đến tiền bạc thì nó không hợp. Thiên lương liên quan y tế, giáo dục, giám sát và quản lý vân vân. Những ngành nghề liên quan đến chăm chỉ, chịu khó, cần cù, liên quan chuyên môn kỹ thuật nó sẽ hợp với sao thiên lương. Còn mệnh thiên đồng, tài bạch thiên lương thì động vào tiền bạc, lắm rắc rối, nhiều thị phi. Và có khôi việt tượng là có quý nhân trợ giúp về mặt tiền bạc. Khôi việt làm về văn hóa, nghệ thuật, làm về học hành, làm về giáo viên, làm về những ngành nghề liên quan nghiên cứu giảng dạy, làm về những ngành nghề liên quan chất xám. Rồi khôi việt khoa đi với thiên lương nó rất rất hợp bộ hợp cách đối với cái tổ hợp cung tài bạch của lá số này. Đào hồng hỷ một chút liên quan làm đẹp, bán hàng, marketing, rồi là quần áo, vải vóc, còn thêu thùa, cỏ cây, hoa lá, đó là đào hồng hỷ. Tức là những ngành nghề liên quan dịch vụ mang lại cái niềm vui cho cuộc sống, cuộc đời. Đó là đào hồng hỷ chiếu ở cung tài bạch. Mệnh có thiên đồng, nhiều người rất có năng khiếu liên quan đến âm nhạc, liên quan nghệ thuật. Đấy, anh chị nhá. Tại vì thiên đồng là vị sao cai quản cái đường ăn uống của nhà vua, nói rộng ra nó là ăn uống vui chơi giải trí. Thế nên tính của người thiên đồng nhiều khi khá là bông tơi, khá là cởi mở. Đó. Nói chung là thích gì, thích thích, thích chơi, à, thích chơi nhiều hơn thích làm. Hay nếu mà muốn người ta chăm chỉ chịu khó làm thì phải hợp với những ngành nghề liên quan đến sự đam mê của người ta thì người ta mới làm được đấy, sau thiên đồng. Rồi, đó là tổ cung tài bạch cơ thiên lương, cơ nguyệt đồng lương, hội thái dương, có lộc tồn, có đào hồng hỷ, nhưng mà có không kiếp, có hình, có phục, có hỏa. Thế nên là khi mà làm về những lĩnh vực trực tiếp liên quan đến tiền bạc, tài chính, kế toán, ngân hàng, thực sự nó rất bất lợi đối với lá số này, cực kỳ là bất lợi. Thế nên làm chuyên môn, làm chuyên gia, làm người cố vấn thì nó rõ sẽ đắc cách hơn. Đấy, quan lộc cung gặp triệt, thêm nữa có sao thiên cơ, tức là cái sự biến động trong công việc nó rất là nhiều. Ví dụ nó thay đổi công việc, ngành nghề là thường xuyên phải đi lại, thường xuyên phải thay đổi, thường xuyên phải tư duy. Quan lộc mà thiên cơ thì khả năng là mưu cơ, quyền biến, trí tuệ, rất hợp với những công việc liên quan kiến thức, liên quan trí tuệ, liên quan chất xám, liên quan đến tư vấn, tổ chức, lập kế hoạch, kết nối đám đông. Đấy, sao thiên cơ. Đấy. Cơ đi với hỏa, cơ đi với hỏa thì nó lại chủ về những áp lực, mệt mỏi, căng thẳng, nói chung là hao tâm tổn trí, tốn chất xám, tốn trí lực, hao tổn về mặt tinh thần khá là nhiều. Đấy, khôi việt ở cung quan cũng như là cung tài thì nói chung là có thể đảm đương, gánh vác được những công việc trọng trách, trách nhiệm lớn. Đấy, nhưng mà người thiên đồng nói chung tính nết là hơi chập chờn, thế nên là phải cần cù kiên trì. Đấy, vừa chơi vừa làm chứ không tư tưởng là lúc nào chơi suốt thì nó không ổn cho lắm nha. Nó việc đến chân rồi mới nhảy là cũng không ổn cho lắm. Thế nên là mình cứ làm hết mình, chơi hết mình thì nó rất hợp với mệnh cách thiên đồng, rất hợp với mệnh cách thiên đồng. À, điện rồi thái âm, thái âm thì liên quan đến tài chính, kế toán, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, liên quan đến đất đai. Thì trong tất cả những ngành nghề tôi vừa liệt kê thì lá số này hợp nhất là những ngành nghề liên quan đến đất đai, điền sản, khoáng sản, bất động sản. Thái âm làm bà lý, làm hộ đỡ được, đó, ta làm bác sĩ, làm y tá được. Những ngành nghề liên quan đến ca kíp, luân phiên thay đổi là sao thái âm. Ăn uống vui chơi giải trí, nhà hàng, khách sạn, quán bar, những ngành nghề liên quan làm đẹp, phục vụ cũng là sao thái âm. Thì liên quan đến tiền bạc trực tiếp, ví dụ tài chính, kế toán, ngân hàng, thu chi, kế toán, kiểm toán là nó không hợp cho lắm. Đó, thanh long thiên chủ, nhà hàng, quán ăn được, thái âm đi với thiên chủ, nhà hàng, quán ăn được. Công việc có cơ, có hỏa, có triệt thì phải thay đổi, phải vất vả, phải hao tâm tổn trí. Như vậy là tổng hợp lại cung mệnh, tài cung tài cung quan của lá số này, mệnh thì có địa kiếp, thiên hình, phục binh, thế, thiên la, địa võng, chủ về vất vả, sóng gió, thiên đồng ở hám địa. Đấy, cung quan lộc cơ âm thì sáng nhưng lại gặp triệt, thêm nữa cơ đi với hỏa thì thực sự là đau đầu. Cung tài bạch có lương, có khôi việt khoa thì là tốt nhưng mà lại gặp không kiếp, hình, phục hỏa, thế nên nó chủ về cuộc sống của lá số như này là nó phải vất vả. Nữ nhân như thế này thì vất vả, vất vả. Đấy, mệnh sát phá tam thì nó không hợp con gái, cơ nguyệt đồng lương cách thì nó hợp hơn, nữ công gia chánh vân vân hay gì gì đó thì nó hợp hơn. Nhưng mà khi mà tổ hợp mệnh tài quan nó cứ triệt mới lại sát tinh, nó hội về trùng trùng điệp điệp như thế này thì nói chung là cuộc đời sẽ là lắm sóng gió, nhiều vất vả thôi. Đây, phúc đức của thái dương, thái dương nó chủ về gì, trí tuệ. Thái dương nó chủ về hợp với ông bà ông bốn đời đấy, thái dương.
Thái Dương nó chủ về quý hiển về mặt công danh, tức là xuất thân trong dòng họ là nhiều người có công danh. Thái Dương chủ quan lộc tinh mà ngọ cung hỏa mệnh quang vinh nhất đời. Địch quốc chi phú là người tranh quyền chi vị nhất thời khó thương. Đó, Thái Dương đóng cung Phúc Đức thực ra là đóng cung Phúc Đức đóng ở cung ngọ, ngũ hành thuộc hỏa, rất hợp mệnh thổ nhưng mà hơi tiếc nó gặp ngay sao địa không vào. Hơi tiếc Thái Dương đi với lộc tồn đắc cách này, có khôi có khoa chiếu vệ tuyệt vời. Nhưng mà lại có Đào Hồng đi với địa không, nó phá hết cách về sao địa không. Thái Dương là chủ về ông cha chồng và con trai, Phúc Đức lại chiếu về cung phu, mà Thái Dương lại hình ảnh của người chồng, mà đóng vào cái sao địa không ở đây, thêm nữa sao đào hoa hồng loan. Như vậy là trong dòng họ này nhiều người con trai là tình duyên tình ái bất lợi, và bản thân đương số của lá số này là bất lợi về cái đường chồng con, khá là bất lợi về đường lương duyên nhé. Còn công danh tài lộc của con cái ấy, của chồng thì thực sự không nói ra được. Đó, đào hồng mà đi với địa không thì như bông kiểu vùi hoa dập liễu, nó không hợp cho lắm. Đào hồng đi với địa không. Thái Dương thì trong dòng họ nhiều người công danh, chức vị quyền hành. Thái Dương thì tranh đấu tranh quyền đoạt lợi. Đấy, đi với địa không là gì? Là nó phá cách rồi. Phá cách rồi, thế nên khi mà chồng công danh càng cao thì cái sự xung khắc của gia đình càng lớn, công danh càng cao, tiền càng nhiều, chức vị càng lớn. Đấy, Dương đi với Lộc, đi với Đào Hồng Hỷ mà lại gặp địa không thì dở rồi. Nó là tổ cung Phúc Đức này, bất lợi về đường tình duyên. Đấy, tiếp theo địa không là mất mùa mất mả này. Địa không là chủ về trong dòng họ nhiều người lập thân lập nghiệp phương xa này. Lộc tồn mà đi với địa không thì kết hợp liên quan đến tài chính, liên quan đến những người trong dòng họ thì cũng gây ra nhiều sự mâu thuẫn, hiểu lầm vân vân, thế nên không kết hợp được. Đây, phu cung này anh chị nhé, phu cung thứ nhất là có tuần. Đấy, tuần là cái gì? Có một sự cứ trắc trở, có một chút gián đoạn, thế nên ở xa nhau ra thì hợp, còn ở gần nhau thì nhiều sự xung khắc. Đấy, có kiếp sát là bất ổn rồi. Quốc ấn thì chồng có con dấu chức vị quyền hành, đồng nghĩa với đó là hơi gia trưởng. Đó, tiếp theo là gì? Có cơ, có âm, có hỏa của về mặt tinh thần, về mặt cuộc sống với chồng thì nó nhiều áp lực, nó nhiều căng thẳng, nó nhiều mệt mỏi, nó nhiều biến động của thiên cơ. Nếu mà nó hợp với mà hành hợp mệnh mà nó nhiều cát tinh thì nó tốt, nhưng mà đây lại cơ đi với hỏa. Phúc Đức lại gì? Thái Dương đi với Đào Hồng, đi với địa không. Thế nên tổ hợp cung quan và cung Phúc Đức chiếu về cung phu, cộng thêm với cung phu có sao tuần như thế này thì thực sự là vất vả gian nan về mặt tình duyên tình ái. Nhưng mà vì thân cư phu thế nên là gì, có hiện tượng là gì, xa thương gần nhớ. Đấy, trong bất kỳ mọi tình huống nào, khi có khó khăn, khi có trục trặc, vẫn có sự níu kéo từ hai bên, mặc dù cứ ở với nhau là áp lực căng thẳng mệt mỏi. Cơ đi với hỏa, thiên cơ nó chủ về đầu óc, nó chủ về tinh thần, mà cơ đi với hỏa thì áp lực. Nó tổ cung phu này ví dụ sóng gió. Cung tử tức thì đẹp, liêm chinh tất sát, đi với hỷ thần, đi với hoa cái, đi với thiên tài, đi với long chỉ phượng các. Thế nên con cái sau này thành công, thành danh, thành đạt. Con cái lại có gì? Có liêm sát, đi với xương khúc, đi với quyền lộc, đi với tứ linh. Đấy, tượng là thành công, thành danh, thành đạt. Có một số sát tinh kình đà linh kỵ thì cũng có cái hiện tượng là mất tốt. Đó. Còn con cái sau này công danh tài lộc tốt, trí tuệ tài ba người. Đó, long chỉ phượng các hai sao đóng vào cung Sửu, cung Bùi, phượng thay. Đó, diêu hỷ khốc rồng mây gặp hội chốn ti đình, danh vòi vợ cao. Sinh con quyền lộc hiển vinh. Đấy, sinh con xương khúc thập hầu tặng phong. Đó là những cái tổ hợp cát tinh. Sinh con long phượng sang dầu, long phượng xương khúc quyền lộc chiếu hết vào cung tử tức. Đó, thế nên là cung tử tức lá số này sau này được nhiều con nhiều cái này. Thế nên là khi cung điển trạch nó đẹp như thế này, nếu bản thân lá số mà không tự mua sắm được đất đai điển trạch, không tự xây dựng được nhà cửa cơ ngơi các thứ, thì sau này con cái nó sẽ giúp đỡ mình. Đó là tổ hợp cung điển trạch đẹp, mà cung mệnh, cung tài, cung quan thực sự là nó cũng hơi phá cách. Thế nên cung điển trạch của lá số này, một là tự bản thân, hai là có thể do con cái. Nhưng mà với xu hướng của lá số này thì tôi đoán phần nhiều là do con cái là chính. Còn bản thân đương số nếu mà ngay từ đầu để tâm để ý đấy, dành tiền dành bạc tích lũy vào khoản đất đai thì vẫn được, còn tự đi đầu tư kinh doanh buôn bán góp vốn với người khác làm ăn thì thực sự là không ổn. Đó, cung tử tức rất là đẹp nhá. Cung nô bộc đây, đây nô bộc mà có tử vi tham lang này, như vậy là quen biết với nhiều người công danh chức vị quyền hành. Tham đi với song hao thì hao tốn tiền tài với bạn bè đối tác khá là nhiều. Thêm nữa có con hóa kỵ thì hay vướng vào thị phi. Có hóa quyền thì bạn bè tôi tớ là hay lấn át, hay tranh quyền đoạt lợi. Có hóa kỵ thì bạn bè là hay nói xấu sau lưng bản thân mình. Xương khúc đi với hóa kỵ thì giao dịch giấy tờ là rất dễ nhầm. Và như vậy là số này cung quan lộc lại có cơ âm đi với khôi việt. Giáp tử, giáp phổ, như vậy là số cận quan cận quý. Thế nên khi làm việc thì nên làm với những người mà có công danh chức vị quyền hành nó lớn một chút. Còn những cái đối tượng ngang ngang mình thì nói chung là nó thực sự là nó bất ổn. Đấy, tham đi với song hao cộng với hóa kỵ bất ổn về tiền bạc, bất ổn về danh tiếng, dễ bị tai tiếng thị phi. Đấy là cung nô này. Cung nô này có tử tham, có quyền lộc.
Tử vi là người đứng đầu, tử vi ngũ hành thuộc thổ lại hợp với mệnh thổ. Còn tham lang mà đi với song hao cầm vàng nhịn đói lệ nhòa miếng ăn, thế nên làm việc với những người lớn một chút, đứng đầu một chút à, thì nó sẽ tốt hơn. Mà bản chất của tử vi là đôn hậu, trọng hậu, dung hậu à, bản chất là phóng khoáng, bản chất là độ lượng, bản chất là bao bao dung à, bản chất là bao dung. Còn tham lang thì gì? Tham mà đi với kỵ, đi với song hao thì tham vọng lớn, dục vọng lớn à, đó cung nô bộc. Cung phụ mẫu thì không hợp bố, không hợp mẹ cho lắm, không hợp vụ khúc phá quân, mà đi với con phá quân là không hợp rồi. Đi với linh tinh đà la là ở với nhau nhiều, có một chút xung khắc thị phi. Bố mẹ cũng rất là tài năng tài giỏi, đó là vũ khúc đi văn xương văn khúc, đi với hóa lộc đi với hóa quyền, đi với tứ linh, nhưng mà có bạch hổ tang môn, có linh có đà có kỵ thì nói chung là có sự xung khắc là một, cái thứ hai là có nỗi buồn gì đó. Còn phá quân là phải chia ly, là phải ly tán rồi, còn ở gần nhau nhiều sự xung khắc bất lợi, ví dụ như là thiếu hòa khí, nó không vui vẻ. Ví dụ ở gần nhau việc làm ăn của một trong hai bên nó không không tốt cho lắm. Thế nặng hơn nữa thì sức khỏe tuổi thọ nó sẽ giảm đi. Đó là một số những nét về sự xung khắc. Còn cung phụ mẫu này thì cũng ổn anh chị nha. Vũ khúc đi với xương khúc, phá quân đi phá toái. Đấy, có quyền, có lộc, có tứ linh, có thiên mã chiếu về. Vậy cũng ổn chứ đâu có xấu gì cả. Chỉ có điều là ở gần nhau thì nó không hợp. Rồi tiếp theo là số này cung huynh đệ cũng khá là ổn này. Có song hao, có tuế phá, có khốc, có hư, có kỵ, có kình, có cô quả, thì tất nhiên là có sự mất mát, kiểu như là mất đốt đấy, tức là bản thân mình ấy, có những anh người anh chị em là nói chung là sẽ bị mất. Có tả phú bật thì dễ, có thể là có anh em dị bào nhưng mức độ khá là nhẹ. Tả hữu mà đi với quang quý là có thể kết 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 nghĩa với anh chị em ở bên ngoài, tức là sẽ có những người anh chị em rất thân thiết bên ngoài, rất quý nhau. Anh chị em cũng anh chị em ruột trong nhà cũng yêu nhau, yêu thương nhau, quý mến nhau, giúp đỡ nhau, đó là ân quang thiên quý, ân tình nghĩa nặng. Sinh mộ vượng thì đông anh đông em, nhưng mà vì có song hao cô quả song hao cô quả khốc hư, thế nên là có sự mất mát ở điểm đấy. Anh chị em cũng khá là hợp nhau, đó là tướng phủ triều viên đi với tử tham, có một chút xung khắc nhưng mức độ nó nhẹ thôi, cát tinh nó hội về khá là nhiều à, cơ bản cung huynh đệ này tốt. Sinh mộ vượng nó chủ về đông anh đông em, mà anh chị em cũng tốt tâm tốt lính tốt tính. Sinh mộ vượng đi với quang quý rất tốt, có tả phú bật chủ về tài năng, tướng phủ triều viên thực lộc vạn trung. Đấy, tử tham đi với hóa quyền, nói chung anh chị em ổn. Rồi cung tật ách có thiên tướng nó chủ về cái đầu cái mặt, mệnh lại có thiên hình như phục binh, thì nói chung là dễ có cái tì vết ở trên đầu trên mặt. Tiếp theo tướng đi với tang môn bạch hổ đi với cô quả thì dễ có những cái căn bệnh liên quan đến suy tư, liên quan đến căng thẳng, ví dụ mất ngủ các thứ đó. Đấy, tả phú bật là tốt này, ấn quang thiên quý là hay này, tấu thư ổn này, có thiên mã đi với tang hổ thì cẩn thận, kình đà linh nữa thì cẩn thận là đi, đi đi xe cộ là dễ bị tổn thương đấy, tổn thương chân tay tứ chi đó do thiên mã. Nói chung là mức độ của nó không không nặng lắm. Thiên đồng là phúc tinh, có sóng gió đến đâu thì cũng vượt qua được hết. Tức cung tật ách lại thiên tướng đắc địa, đắc địa đấy, cát tinh hội về nhiều, thế nên không có gì đáng ngại quá. Như vậy là số này bệnh liên quan đến tinh thần, liên quan đến suy nghĩ nó hơi nhiều. Thiên tướng là mặt con người, hương trời sắc nước, mặt ai tướng hồng. Tướng ở đây là tướng liên quan đến mặt hoặc đầu. Đấy, tôi thấy cung quan lộc lại có cơ âm đi với hỏa, đấy, cho chủ về áp lực căng thẳng. Tiếp theo, ngoài ra bệnh tật đôi khi nó lại ở cung mệnh hoặc ở cung thân. Cung mệnh có thiên đồng đi với địa kiếp thiên hình, đấy, như vậy là gì? Dạ dày tiêu hóa đại tràng là dễ đụng chạm giao kéo. Cung thân là gì? Là cơ âm lưu hỏa, những bệnh liên quan đến áp lực căng thẳng mệt mỏi thần kinh đó. Rồi điền trạch cung, một cung rất là tốt, tôi phân tích ngay từ đầu rồi. Tất nhiên có cô thần quả tú thì giữ được đất đai tổ tiên ông bà lưu truyền, có kình dương thì cũng có một chút liên quan đến tranh đấu tranh đá đấy, như điếu khách nhà hay tiếp khách. Phủ đi với thai phụ phong cáo đi với quang quý thì nhà nhiều văn bằng giấy tờ sắp xong. Phủ đi với ân quang thiên quý thì có của cải thừa hưởng thừa kế của ông bà gia tiên. Phủ đi với tả phủ bật thì nhà cao cửa rộng là nhà là lớn và thường là từ hai ngôi trở lên. Nó phủ đi với sinh mộ vượng nó chủ về nhà cao nhà lớn đất đai rộng đấy. Lá số này cũng điền trạch sáng, làm về đất đai điền trạch cũng được. Thiên đồng cũng là người rất yêu cỏ cây thiên nhiên hoa lá đó, đấy thiên đồng nên cung điền trạch này này rất là ổn này. Điền trạch có tả hữu, có quang quý, có sinh mộ vượng. À, có kình dương đắc địa, kình dương ngũ hành thổ kim hợp mệnh thổ, có long phượng cái chiếu về. Như vậy tiếp theo điền phủ mà lại điền trạch có thiên phủ mà thêm nữa là có thiên mã đối với chàng sinh chiếu về thì xem ra có cái nguy cơ, có cái nguy cơ là hay phải thay đổi nơi ăn chốn ở. Nó cũng do mệnh thiên đồng, thiên đồng cũng rất hay thay đổi, thiên đồng cũng rất hay thay đổi về tâm tư tính cách, nhiều khi là thay đổi về gì, nơi ăn chốn ở, nơi công tác, nơi làm việc.
Mệnh Thiên Đồng cũng rất hợp với những ngành nghề liên quan đến công việc biến động thay đổi, bán hàng, marketing, du lịch, đi đây đi đó, vân vân, công tác từ thiện xã hội. Rồi tiếp theo thì mời anh chị vào các đại vận của lá số đi. Đây, đại vận đầu tiên này, Thiên Đồng hám địa này, gặp địa kiếp, gặp hình phục thế, thiên la địa võng, có nguy cơ chết hụt này đó. Nhưng vì Thiên Đồng là phúc tinh, thế nên là có sóng gió đến đâu thì nói chung là vẫn có người ta gọi là ơn trên hoặc là ông bà tổ tiên che chở trợ giúp đó. Mệnh lại có khôi Việt khoa chiếu về nữa đó. Đấy là thứ nhất. Đại vận thứ hai, 13 đến 23, nói chung là liên quan đến cha mẹ, nhiều cái sự xung khắc, khá là nhiều cái bất lợi, có bạch hổ tang môn, tổ hợp hơi buồn, có linh tinh đà la là sát tinh, là thị phi một chút, nhưng mà được cái cắt tinh hội về nhiều, thế nên xấu tốt đi đôi lẫn nhau, vũ khúc đi với xương khúc, hóa lộc đi vào quyền đắc tứ linh, thì về cơ bản là đại vận này là tốt nhiều hơn xấu đối với bố mẹ. Đấy, bản thân mình cũng xung khắc với bố mẹ. Trong cái đại vận này thì cái chuyện học hành là nó ở mức khá trở lên, nó không được hanh thông thuận lợi cho lắm. Vũ khúc hám địa, văn xương thì đắc địa, nhưng mà văn khúc lại gặp hóa kỵ, thêm nữa có linh có đà, nó chủ về nhiều áp lực căng thẳng đó. Đấy, đại vận này bù lại có quyền có lộc của tứ linh thì nó vẫn là đại vận tương đối tốt ổn. 23 đến 32, Thái Dương đi với Lộc Tồn. Đấy, Thái Dương cư cung ngọ nha, dựng. Đấy, Thái Dương cư cung ngọ là rắc cách mỗi tội gặp ngay con địa không, thế nên là gì, tương đối bất lợi, tương đối là bất lợi. Thái Dương đi với Lộc Tồn gặp địa không tương đối bất lợi về công danh công việc, liền bất lợi về mặt tài lộc, một chút bất lợi. Đấy, Đào Hồng mà đi với địa không mà đi với Thái Dương thì bất lợi về tình duyên gia đạo, còn Thái Dương đi với Lộc Tồn địa không thì nói chung là cẩn thận. Đấy, trong cái đại vận này với cái tuổi này thì tất nhiên là chúng ta nói để chiêm nghiệm lại đúng không ạ? Khi mà công danh, khi mà tài lộc nó lên cao, tài lộc mà nó dư giả thì bắt đầu lúc đấy chuẩn bị mất. Đấy là đại vận địa không gặp thiên không. Đấy, vận mà gặp Thái Dương thì tính toán được, công danh tốt, trí tuệ nhìn xa trông rộng. Đấy, công danh cao nhưng mà Thái Dương thì gì, tranh đấu đấu đã được, thế nên ham hố. Mà gặp địa không là gì, lại càng máu lên, mà càng máu lên thì càng dễ mất đó. Đấy, Dương đi với lộc đi với địa không, thêm nữa là vận thiên không. Đại vận 33 đến 42 thì về cơ bản rất là tốt về mặt đất đai, mua sắm đất đai, tạo lập cửa hàng cửa hiệu, mua sắm những cái tài sản có giá trị. Đấy, phát triển về mặt tiền bạc vân vân, đầu cơ tích trữ vân vân. Phủ đi với quang quý, đi với tả hữu, long trì phượng các, hoa cái sinh mộ vượng. Nhưng trong đại vận này nó vẫn bất lợi về mặt tình duyên tình ái. Đấy, đó là cô thần quả tú. Cô thần quả tú, còn đại vận này rất vượng về mặt tiền bạc và mặt đất đai điền trạch. Đấy là đại vận vào cung điền trạch, vào cái sao thiên phủ, vào cái sao kho khố, ngũ hành thuộc thổ, hợp mệnh thổ. Như vậy là số này đầu 2, đầu 3 đều bất lợi về mặt tình duyên gia đạo rồi. Sang đến đại vận tiếp theo, đại vận ở cung quan lộc từ 43, 52, cơ âm đi với hỏa, đi với khôi Việt, đi với địa kiếp thiên hình, phục binh. Nói chung đại vận này nó chủ về rắc rối, mệt mỏi, áp lực, căng thẳng, đau đầu, hay về thay đổi công việc. Đó, nói chung là căng thẳng, áp lực, mệt mỏi. Tiền bạc thì nó không vượng cho lắm, do thái âm gặp hỏa tinh gặp triệt. Thái âm là sao chủ về tài, chủ về phú, chủ về đất đai điền trạch, nhưng mà gặp triệt là một, gặp hỏa tinh là hai, địa kiếp thiên hình phục binh là ba, thì nó rất bất lợi. Cơ mà đi với hỏa thì bất lợi về mặt công việc, bất lợi về mặt tinh thần, dễ mất ăn mất ngủ, stress vân vân. 43 52 bất lợi, không tốt đẹp gì cả. 53 62 thì tôi phân tích rồi, 55 tuổi thì đang nằm trong cái đại vận này, có một chút rắc rối, có một chút thị phi, có một chút hao tài tốn của, có một chút trục trặc về giấy tờ vân vân. Còn đại vận này không xấu, về cơ bản vẫn phát triển được, nhưng mà không nên tham sân si, không nên quá liều. Đại vận này có xương khúc quyền lộc tứ linh và cách cục là tham linh, nhưng mà tham lại đi xong hao hóa kỵ thì cẩn thận, không nên tham sân si quá nhiều thì sẽ giữ lại được những cái thành quả mình làm ra được. Còn đại vận 63 63, đại vận của cung thiên di có cự môn, có không không kiếp, lộc tồn, đào hồng. Nói chung là đại vận này là rất rất mệt mỏi, thị phi, tiểu nhân hãm hại, trắng tay. Đấy là đại vận 63 72, thế nên đất lại thiên la địa võng. Như vậy là có thể liên quan đến cả tranh chấp nặng hơn nữa thì có thể là gì, kiện tụng thị phi pháp luật. Cự môn đi với không kiếp, đi với hình phục thế, thiên la địa võng, đại vận gặp không không kiếp, vậy nên cẩn trọng. Tốt nhất trong cái đại vận 63 đến 72 là nên gì, cầu sự an toàn bình yên. Đại vận 73 thì tốt, nhưng mà hơi tiếc là lại có tuổi rồi, tướng vụ tướng đi với tả hữu, thêm nữa là gì, thai phụ phong cáo ân quang thiên quý, có sinh mộ vượng, thì về cơ bản đại vận này khá là tốt nhưng mà hơi có tuổi. Và chúng ta dừng lại đại vận 73 nhé. Đại vận 73 thì lợi về mặt công danh. Tiếp theo năm 2023, năm Quý Mão, 55 tuổi. Năm nay thì gì, tham lang gặp hóa kỵ, như vậy có một chút xung khắc xung đột liên quan đến bạn bè. Đấy, thị phi hao tài tốn của, tranh quyền đoạt lợi, đấy, kết hợp với nhau liên quan đến giấy tờ các thứ, nói chung là khá bất lợi.
Tiếp theo gì? Lưu Tuế, Lưu Khốc, Lưu Hư và cung huynh đệ. Như vậy là có một chút liên quan đến anh em, nhưng mà tổ hợp cung huynh đệ lại tốt, thế nên là cũng ổn. Chỉ có điều có song hao là sẽ có một chút hao tài tốn của liên quan đến anh em. Lưu Mã, Lưu Tang và cung Phụ Mẫu. À, thực ra với cái tuổi này thì cung Phụ Mẫu tôi nghĩ là chắc cũng khó mà còn ai được. Đấy, khó mà còn ai được. Cũng khá, chị năm nay là 55 tuổi rồi. Nếu bố mẹ mà còn, nếu mà sớm là cũng phải nếu mà 20 tuổi mà lập gia đình sinh con thì cũng phải 75 tuổi. Như vậy cũng vẫn có khả năng còn. Năm nay nói chung cung Phụ Mẫu khá là bất lợi. Đấy, nếu mà còn thì cha mẹ là sức khỏe các thứ là nó không được tốt đâu. Lưu Mã, Lưu Tang mà. Lưu Tang, Tang môn là ưu tư buồn phiền. Lại có Bạch Hổ Tang môn ở đây, thế nên là chuyện về sức khỏe của bố mẹ năm nay là nó sẽ không được tốt. Lưu Tang, Lưu Hổ vào cung Phụ Mẫu. Tiếp theo Lưu Lộc Tồn và cung Tài Bạch năm nay khó xử liên quan đến tiền bạc đấy. Lưu Lộc Tồn có Khôi Việt Khoan nhưng mà lại gặp Không Kiếp, hơi khó xử về mặt tiền bạc. Đó. Tiếp theo Tiểu Hạn Năm Mão và cung Tử Tức có Liêm Trinh Thất Sát đi với Tứ Linh, thì về cơ bản con cái năm nay vận trình tốt. Bản thân chị năm nay là gì, về công danh, về tài lộc là cũng ổn đấy chứ. Liêm Sát đi với Tứ Linh, nhiều sự may mắn, tin vui, hỷ sự vân vân, hỷ thần Tứ Linh. Đó. Vẫn có trục trặc một chút, thị phi một chút nhá. Do là gì, hóa kỵ và cung nô. Tiểu Hạn Năm Mão có Liêm Sát, có Kình Kình Đà Linh Kỵ, vẫn có một chút rắc rối nhưng mà không xấu. Tiếp theo cái quan trọng nhất đó là lưu niên 55 tuổi của chị, 53 này, 53 này, 54 này, 55 vào cung phu. Vào cung phu như thế này bất lợi về mặt, thứ nhất là bất lợi về mặt tình duyên, cái thứ hai là bất lợi về mặt công việc. Như vậy tổng quan năm nay của chị là bất lợi về mặt tình duyên, bất lợi về mặt công việc. Thêm nữa cung phu đối diện là thiên cơ đi với thái âm, nhưng mà cung phu tam hợp lại có thái dương đi với địa không. Như vậy là ngoài bất lợi về cung phu ra, chị còn bất lợi về liên quan đến cha mẹ một chút. Âm đi với hỏa là sức khỏe của mẹ nó không được tốt cho lắm. Dương đi với địa không mà tang hổ lại nhập vào cung phụ mẫu, như vậy là bất lợi liên quan cha mẹ, còn nó vào ai thì thực sự là cũng không rõ được, không rõ được. Với trường hợp của chị là sinh vào giờ ban ngày, mệnh lại mệnh thổ, xem ra nó ứng vào cha nhiều hơn, đó là thái dương đi với địa không. Đó, còn cái chuyện công danh, cái chuyện tài lộc của chị năm nay, xét đi xét lại xét cuối cùng thì thực sự là vất vả. Đấy, vất vả. Vất vả. Nếu mà nó chia chia ra làm vất vả mới lại thuận lợi thì nói chung là nó sẽ là gì? Tỷ lệ là gì? 37. Tiểu hạn năm mão của chị vào liêm sát tứ linh, xương khúc quyền lộc thì là tốt, đấy là 3 phần tốt. Còn 7 phần xấu là nó vào năm lưu niên 55 tuổi, nó ở cung phu chị nhá. 55 tuổi, đối diện của nó lại là cơ âm đi với hỏa. Tam phương tứ chính là thái dương đi với lộc tồn, đào hoa, địa không, cự môn, thiên không, thì nói chung bất lợi. Tiếp theo thì lưu ý đến chị các cái tháng cát hung trong năm 2023. Tháng 1 đây, tướng tả hữu đi với quang quý, đi với mã, đi với sinh, đi với hóa lộc. Như vậy tháng 1 đi lại nhiều, vất vả nhiều, vất vả nhiều. Nhưng mà được cái công danh tài lộc là tạm ổn, tương đối tốt. Đó là tổ hợp cung tháng 1. Tháng 2 liên quan đến tiền bạc, liên quan đến công danh là dễ vướng vào tranh chấp thị phi, hiểu lầm, khó xử. Đó, tháng 1, tháng 2, tháng 2 nên chú ý, tháng 2 khá là xấu nha chị nhá. Tháng 2 có Khôi Việt Khoa, có nhưng mà lại có Hỏa Tinh, có Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Hình, Phục Binh. Thì nói chung là hết sức cẩn thận. Mặc dù là có quý nhân trợ giúp nhưng tiểu nhân ám hại rất nhiều. Đấy, có Lộc Tồn ở đây, có Lưu Lộc Tồn, có Lộc Tồn, tức là liên quan đến tiền bạc là rất xấu, liên quan đến các mối quan hệ trong gia đình là nó không được tốt cho lắm, đặc biệt liên quan chồng, tại vì nó có Đào Hồng Hỷ, nó có Thái Dương mà lại gặp Không Kiếp thì khả tháng 2 khá là bất lợi nên cẩn trọng. Tháng 3 thì ổn, có hỷ thần, có tứ linh, may mắn, niềm vui. Tháng 4 cũng bất lợi về mặt công danh, bất lợi về mặt tiền bạc, đau đầu, hao tâm tổn trí. Tháng 4 chị cũng nên chú ý một chút, tháng 4 là tháng xấu. Tháng 5 thì hao tài tốn của, phục vụ cho các mục đích liên quan đến ăn chơi mua sắm hoặc là ngoại giao. Tháng 5 không xấu tí nào, chỉ có điều là hao tài tốn của. Tháng 7 thì cẩn thận thị phi, đấy, lọc lừa, dối gian, vân vân, tiểu nhân ám hại. Tháng 7 nên tháng 6 quên. Đấy, tháng 6 là cẩn thận là tranh chấp thị phi, tiểu nhân hãm hại, lọc lừa, chị nên cẩn trọng tháng 6. Cẩn thận làm ơn mắc oán tháng 6. Tháng 6, tháng 7 thì nói chung bất lợi về mặt tiền bạc. Có một chút rắc rối thị phi, có một chút trục trặc liên quan giấy tờ là tháng 7. Nhưng mà tháng 7 không xấu. Tháng 8 bất lợi về công danh, tài lộc và tiền bạc. Tháng 8 xấu này nên cẩn trọng. Tháng 9 thì hơi cô đơn buồn phiền một chút nhưng mà công danh tài lộc lại tốt. Tháng 10 cũng hơi đau đầu, hao tâm tổn trí, được cái có quý nhân trợ giúp thế nên không xấu. Tháng 11 thì tranh chấp thị phi, hao tài tốn của một chút nhưng mà cũng giải quyết được.
tháng 12 cũng là tháng xấu liên quan đến thị phi, liên quan đến kiện tụng pháp luật nên cẩn trọng một chút. Vậy tổng quan lại là chị nên chú ý các tháng xấu như sau: 2, 4, 6, 8 và 12. 2, 4, 6, 8 và 12. Chào chị ạ.